Ok, và chúng ta đã tới cái vị trí nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Đây có một thằng, hai thằng. Chúng ta phải bắn hết cái đống này thì chúng ta mới ăn cắp được cái này. Còn nếu mà chúng ta để bị lộ thì chúng ta sẽ không ăn cắp được, tại vì nó sẽ tụi này nó sẽ cầm mấy con này, tụi nó chạy ngay, chúng ta không thể nào tiếp cận được. Có cái gì đây? Có xe nữa hay sao? Mình nghĩ là vậy. Một là steal cái này, hai là point him out. Đưa súng nhắm bắn đi. That's a kill. Heads up, narco with a submachine gun. I don't see him. Next to the container, see? I got a third target. Đây còn nó có đi xuống đây không? Đi cái trò này lẫn đi chỗ khác đi. Rồi chúng ta sẽ tấn công từ từ. Nằm xuống luôn rồi cách hiệu quả nhé. Hostile down. Hostile down. Này quay đi. Để mình coi hàng kia nó có đứng gần không. Tại sợ nếu mà bắn thằng này á thì mấy thằng này nó sẽ thấy liền luôn, cho nên mình không có bắn liền ngay lúc đó được. Cho nên cũng có một số vấn đề lắm, cho nên phải từ từ bình tĩnh xử lý từ từ. Ba thằng bắn làm sao mà nó để nó không bị phát hiện. Kia chắc đi vô trong rồi nha. That's a kill. Ôi bắn vậy mà không chết. Ok, có vẻ xong. Ngon lành. Xử phải xử nhanh, gọn lẹ. Ok, để mình vô check bên trong xem có cái gì để lấy không. Nhìn mấy này như ma túy vậy. Ra để bố mày investigate rồi. Bonus medal skill đi. Mình đang cần rất là nhiều skill đây. Location of a cartel medal they're giving to one of their jackasses. Có đồ ăn nữa nè. Supply lấy hết. We'll let the rebels know where to find these supplies. They could pay us back later. Chúng ta phải làm story mission ở đây nữa chứ. Pakatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around, we'll be able to count on his support in the future. Con này có Unidad. There are a lot of lights and switches up here. Lên mấy đứa ơi, đi làm nhiệm vụ nào. Ờ, công nhận có chiếc này đi nó nhanh hơn thiệt chứ. Pakatari's rebel movement is on the verge of defeat. Ok, ngon lành lên. Chúng ta kiếm cái chỗ nào cao cao. Chị tụi nó thấy rồi. Đậu được ta. Wow, 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 wow. Ok, ngon lành. Để coi là mình có sniper được ngay từ khúc này xuống đó không ta. Nếu được thì quá hay. Nhưng mà có vẻ trôn nhưng chúng ta sẽ cần làm nhiều việc hơn nữa. Tại nó khá là xa đó. Đúng rồi, khá là xa, tín hiệu yếu. Rồi nó đâu hết trơn ta.
got a narco over here, by the ruins. Thôi nó spot được luôn. Cái nòng ngắm chúng ta cần phải có một nắm nó dài hơn như thế này. Từ mây ra thì chúng ta có thể thấy được bên trong như thế nào. Rồi phải đi tiếp gần. Trời chưa tối lắm chúng ta cũng chưa cần dùng night vision nữa ha. Cho thử coi. Got a tango. 104 mét. Yo, two cartel gunmen by the ruins. Gunman, heavily armored. Thằng này chắc là bắn mấy phát mới chết. I got eyes on a bunch of Sicarios by the ruins. Spotting another tango. I've got eyes on a captain. Here's target number 5. Ô, có thằng đi hướng này. We got a Sicario by the ruins. Này nó không biết nó có lôi xác giống như là bên Hitman hay không, nhưng mà mình để coi. Thường là không mấy chỗ này, tại vì bắn xong cũng không cần thiết lôi xác đâu. Mình nghĩ là vậy, nhưng mà lôi xác nó sẽ đỡ hơn, kiểu như nếu bạn nào muốn đi stealth hoàn toàn cái kiểu. Vì như không có ai. Nhưng tôi spot đủ rồi, mình nghĩ là vậy. Giả sử thằng bên ngoài đi. Đi lẻ tẻ là chết hết. Lâu lâu mình mới chơi được mấy cái trò mà nó giống như thế này, thường là mình chơi mấy đồ kia solid này nọ kiểu. Đi stealth này nọ cũng khá là hay. Nhưng mà cũng tùy game nữa. Sợ mấy thằng này nó thấy thôi. Chúng ta đang rất là stealth đây. Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Nè. Weaver là cái gì? À, quân mình, lộn. Nó tên là Weaver. Nó vô tới trong đây mà không có chút sai sót gì luôn. Công nhận mấy này nó vô còn nhanh hơn cả mình nữa. Mình phải lẻn khó khăn lắm vô được tới đây. Got the location of a rebel radio transmitter that's been shut down. Story mission, à, nó đẩy mình ra tới đây luôn. This bad shape, back to this our help. Okay. Let's go help them get their message out. Pakatari's got some brass ones, I'll give him that. Rebel give ops. Give that fucker an inch and he'll take a mile. If he gets through, really 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 it's worth it. Let's get it done. Để check xem khu này còn gì để xài nữa không. Lấy đồ kiểu supply gì á. Rebel Ops, Rebel Allies là chúng mấy thằng này là quân phản kháng, là đồng đội của mình á, là kiểu như là thể giúp mình unlock mấy con này, có khả năng giúp cho mình unlock mấy cái kỹ năng support hỗ trợ. Chúng ta hãy tìm người này và unlock được nó. Oh, ok. Làm ra lệnh bắn nó luôn ha. Chết liền. Dính liền.
Ngon, quá ngon. Ồ, phá hai phát. Ok, xong chúng ta đã dọn dẹp xong rồi. We clear man, we clear. Xong rồi. Giờ việc của chúng ta chỉ là thiết nghĩ mình đậu cái máy bay trên núi kia, mình cũng lười đi lấy lại lắm cho nên lấy xe lái đi. Cái đồ bị chớp chớp rồi. À, chúng ta phải vô những chỗ này chúng ta lấy được medication cái kiểu. Lên anh em. Buckle up people. I'm cool, let's move. Lên, thằng này lên xuống máy luôn. Đó không? Một phẩy chín km hơi bị xa. Cái đường này mình làm liên tưởng mấy đường giống như bên Mỹ ngoài khu mấy cái bang khác đường nó cũng khá là giống như thế này. Mà như chỗ này là Bolivia, đường nếu tính ra đường như thế này cũng tốt đẹp lắm mà, đẹp lắm mà. There's always another chopper out there somewhere, right? Nãy là mình cái làm cái nhiệm vụ side mission kia, nó kêu là mình giao cái trực thăng, nhưng mà do là mình đang đi làm nhiệm vụ chính cho nên bỏ cái trực thăng trên núi luôn mà mình đi xa quá, vậy nó kêu side mission fail. Stare and defend the rebels radio. Có lẽ tụi nó sẽ tấn công cái chỗ đó hay sao á, mình nghĩ là vậy. Chúng ta phải bảo vệ nè. Công nhận cái game này cái cơ chế lái xe nó ngán thiệt luôn. Hơi ngán. Mà đối với tay cầm thì nó cũng ít ra nó đỡ hơn là bên chuột cái bàn phím. Chết là vậy. Nhưng mà đối với dân thường mà lái nguyên cái xe mà có súng mà như thế này thì có lẽ cái chỗ này các bạn thấy nó thấy bình thường thôi, nhưng mà ngoài đời thì hơi căng đó. Nguyên cái súng máy luôn à, quá dữ. Chúng ta đang leo đèo cái kiểu. Vô mấy đứa, vô. Chúng ta phải bảo vệ cái radio này. Nhiệm vụ này nó hơi căng. Tôi gặp trời mưa nữa chứ. Chắc là chúng ta có xe nữa, tụi này nó sẽ tràn xuống. Để mình kiếm chỗ đất cao 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 hơn bắn. Bị phát hiện rồi, đi à. Shit balls. Get the fuck down. Tango down. Roger. Bắn đi mấy chế. Thường là tụi nó sẽ đi tìm mình cái đã. Those Sicarios are gonna destroy the emitter. Nice. Target down. Okay. Mình nghĩ là lái nữa sẽ còn nữa. Lúc cho nên mình kiểu như mình làm sniper nhìn xuống thôi. Để xem còn ai đến hay không. Có rebel op, một số lá cây nữa nè. Đứng trên này nó an toàn hơn nhiều. Này xe dân thường. Có lẽ mình không nghĩ là ai vô nó đâu. Nên tạm thời cứ đứng ở đây để chắc ăn xem có chuyện gì không. Còn 10 giây à. Thường là tụi này nó đánh mà nó nhắm tới mình không à. Chứ nó không có nhắm bên kia. Okay, message sent. That ought to inspire the rebels.
Well done, compadres. My speech was heard all over Bolivia. Mission complete. It's only yeah. A matter of time before the people rise up and join our cause. Viva la revolución. Glad we can help. Now what have you got on Yuri and Polito? Nothing yet, amigo. Those two, they okay, cover their tracks well. But my people are working on it. We will know something soon. In the meantime, my revolutionary brothers in Itapa are ready to bang help if you need them. Just call and they will come. I'll keep that in mind. Này nó đang cố giết mình hay sao, nhưng mà có xe cũng ngon chứ, xe sport car hay sao á. Compadre, I may have someone who can give you information on Yuri and Polito. I'm listening. One of my lieutenants managed to escape from them. Chạy mất tiêu. He fled to a village called Culta. Rather than give my man up to the cartel, the villagers hit him. Goddamn bravery right there. In response, Santa Blanca razed every home and executed all the villagers. My lieutenant is still being kept alive. Probably so he can be killed in an even more painful way. Understood. We're heading to Culta now. Okay, hình như chúng ta có nhiệm vụ mới. Culta's prisoner reached Culta village. Synchronized shot. Aim at target and press X to sync mark it. Shoot and hold to enable the sync shot. In co-op, sync mark, hit repair your assault. Ok. Chúng ta bắn liên kết với nhau, chúng ta bấm X để một nó treo cổ thằng này. Ghê vậy. Khi các bạn spot không, các bạn có thể spotted one with submachine guns. Đồng đội đâu. Roger that, move it. Ready to engage. Sing shot ready. Engage. I'm opening fire. Tango down. À, mình bắn cái mục tiêu còn lại, nó sẽ bên AI nó sẽ bắn cái mục tiêu mà mình đã nó mót chưa đó rồi. Mình spot kìa, đi spot kìa. Một bé. Cái vụ sinh này nó sẽ báo cho người ta dễ dàng hơn, tại vì đáng lẽ game nó phải có cái vụ này. Ngoài nó không ta? I got eyes on a sniper. Có sniper nữa. Sniper, cái game này có cả đạn rơi nữa nha mấy bạn. Các bạn nhớ chú ý khi bắn. Cô bài góc nhìn để mình xử sniper trước cái đây. Để coi chắc mình xử từ dưới đi lên trên cái đi. Ten sighted. Mình còn bỏ sót nhiều thằng quá. Dù bạn chỉ thằng này nó sẽ có vị trí của thằng này. 77m thì sẽ có những cái đối tượng mà từ trên 100m thì nó sẽ là có lẽ là bạn sẽ cần phải nhìn góc ngắm lên cao hơn một tí, nó sẽ chính xác hơn nhiều. Yo, I got a weapons case here. Weapon case. Ờ, nó phát hiện rồi. You're on to us. Watch out. 165m. Giờ là game này có đạn rơi cho tao phải rất là cẩn thận với cái này. Dính liền. Mình là phải chỉ lên cao hơn một tí mới dính được cái đó. Ngon. Tìm xử lý hết trơn. Phô ba. Ê, còn thằng nữa. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải làm cái này nó hoàn chỉnh hơn khi mà vào game chính thức. Lát mình sẽ quay với Hiếu với Bell nữa, cho nên có lẽ là mình sẽ quay kỹ càng hơn với nhiệm vụ này. Có lẽ mình chơi hơi bị vội với cái nhiệm vụ này, nó bị phát hiện lẻo quá. Nó nằm đâu ta? Đi đi. Ghê vậy.
talk to the rebel. Mình sẽ đi trong à đây, đây có cái cửa vô đây. Hey, hey, abre la puerta, compa. Open the door. Nói chuyện cái nhà đó nào. You okay, Romano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. We didn't travel far. I remembered that much, and it was quiet. Out in the country somewhere. There was a smell, like old animal skins. That's all I know. I'm sorry. It's all right. At least now we know they're close by. Gracias. Okay, bye, Anthony. Rebel Prisoner Rescue, chúng ta đã giải cứu được rồi. Đi trên trên đường đi làm nhiệm vụ chính tiếp theo. Và có lẽ là đây là nhiệm vụ chính cuối cùng mà mình có thể chơi trong cái phần beta này. Tại vì chúng ta chỉ là hiện tại chúng ta chỉ được chơi khoảng được 1 tiếng của cái game này trước khi nó ra mắt chính thức thôi. Và 1 tiếng của nó rất là nhiều để mình nói sơ với các bạn, để các bạn biết được cái game này nó sẽ dài rất là nhiều khi mà nó ra mắt như thế nào. Như bạn đã thấy là chúng ta có nhiệm vụ, nhưng mà bạn coi mấy cái phần mà mình walkthrough mấy bữa nay á, thì hai nhiệm vụ chính của mình chính là giết bà La Yuri với El Bolito. Các bạn cũng đã coi qua cutscene, các bạn cũng đã hiểu rõ điều đó. Và vậy nên tại sao mình nói là cái game này còn khá là dài, và để mình nói cho bạn nghe, tại vì chúng ta còn một khoảng map rất là nhiều đây, chưa unlock hết. Và cái mảng nhỏ bạn đang chơi đây nó chỉ là một cái mảng nhỏ, như bạn thấy là còn rất là nhiều mảng nữa, và nhiều chỗ để khám phá và độ khó rất là nhiều, tăng dần dần. 5 sao, 3 sao gì đó, mình hôm nay có 1 sao, mới chỉ có 1 sao thôi mà nó cũng khá là khó rồi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ tăng cái khả năng, tại vì chúng ta sẽ có skill nhiều hơn trong những tập tiếp theo, thì như những cái lúc mà game ra chính thức chúng ta sẽ có nhiều cái khả năng để chúng ta chơi hơn. Thì lúc đó có lẽ 5 sao thì cũng không quá thành quá khó, tại vì chúng ta đã cũng đã theo thời gian chúng ta cố gắng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta còn những cái con, những loại boss khác nữa. Để mình các bạn coi đâu rồi. Có cái chỗ nào đó. Skill rồi. Cartel overview. Đây, cartel overview đây. Cái này sẽ cho các bạn cái góc nhìn rõ ràng nhất về cái băng đảng Santa Blanca này nó như thế nào. Và các bạn để ý đây, đây là cái hai người mình chuẩn bị đi giết đây. La Yuri và El Bolito. Chúng ta còn khá là nhiều underboss mini nữa. Chúng ta có một những một boss chính là đây, boss chính đây. Và 1, 2, 3, 4 boss phụ. 4 boss phụ. Và mỗi boss phụ như thế này sẽ có 1, 2, 4, 5, 5 boss mini nữa, nhỏ nữa. Là La Yuri là một trong số đó. Và đây, một người nữa. Và cái thế là nếu chúng ta giết này mình theo cái kiểu này, nó khá là giống với Mafia 3. Nó khá là giống với Mafia 3 ở chỗ là chúng ta đi đánh từng cái boss nhỏ nhỏ rồi chúng ta sẽ lên boss cuối cùng. Và buộc chúng ta phải đánh hết từng nguyên đống này thì chúng ta mới tiếp cận được underboss đầu tiên và giết thằng này. Và có thể là khá là nhiều việc để làm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái ông này tùy theo cái chỗ mà chúng ta unlock. Và cuối cùng là giết thằng này. Và bên đây cũng như trang vậy, giết những người xung quanh hết. Và tới này, đồng thời trên đây cũng y chang như luôn. Và chúng ta sẽ underboss, chúng ta sẽ giết underboss khoảng chừng 3. Thì mình thấy là đây đây đề là chỉ cần giết khoảng 3/4 underboss là chúng ta có thể unlock được El Suñero và có thể giết được hắn ta rồi, không cần phải giết hết. Nhưng mà 3/4 là khoảng thời gian khá là dài để đánh. Nhưng mà nếu tính ra 1 tiếng cho cái này mà nguyên đóng còn lại thì game này mình nghĩ là thời lượng chơi cũng khá là dài, khoảng 20 tiếng để hoàn thành hết cái đống này. 20 tiếng hoặc hơn, tùy theo cái mức độ bạn chơi và bạn hoàn thành nhanh nhiệm vụ thì nó rất là nhanh. Và game này là mình sẽ quay khi nó ra chính thức, tại vì mình cũng đã có pre-order rồi. Dù có thích hay không mình cũng quay, tại vì cái game này cái concept rất là hay và mình rất là muốn chơi và muốn khám phá nhiều hơn về cái từ game này. El Yayo, nói chung là những thằng này sẽ có một cái chức năng trong cái game này. Và một cái điều thú khá là thú vị đây là thằng này Ricky Sandoval, cái thằng này cái chức vụ nó là DEA agent. Thế các bạn nào có phim thì bạn biết là DEA là một trong những cái trụ sở mà kiểu giống như CIA vậy, nhưng mà về chuyên về để chống về ma túy. Nhưng mà có vẻ thằng này đó nó có vấn đề và kiểu như là bị thao túng bởi cái băng đảng Santa Blanca này rồi, cho nên nó mới tham gia và đóng vai một trong những cái mini boss của cái game này.
Nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ ở đây á, thì Special Mission About the Undercover DEA Agent thì thằng này đang không phải là bị này nọ, nhưng mà thằng này đang là đang nằm dùng undercover, nằm dùng trong cái băng đảng này, mình nghĩ là vậy. Cái lấy mình sẽ không giết thằng này đâu, mình nghĩ là vậy, là chỉ có tham gia tìm hiểu để xem như thế nào thôi, mình nghĩ là vậy, nhưng mà chưa rõ như thế nào. Thằng này có vẻ như là nắm vai trò rất là quan trọng trong cái băng đảng này, là Head of Security, chắc là thằng này nghiêng về phía mảng an ninh cho cái băng đảng này, súng cối kiểu. Ông này thì Head of Influence. Các bạn có thể thấy là ông này là cha xứ ha. Cha xứ mà của nhà thờ mà lại làm trong băng đảng Santa Blanca, thì các bạn như bạn biết này lắm. Head of Influence tức là ông này nắm chùm về cái mảng ảnh hưởng tới truyền tải, ảnh hưởng tới người dân. Có lẽ là thao túng người dân tham gia vào băng đảng chẳng hạn, mình nghĩ là vậy. Head of Production. Ông này là trưởng cái khâu sản xuất, mình nghĩ là ma túy kiểu này nọ, sản xuất này nọ và nắm điều hành cái đó. Smuggling hình như là nhỏ này thì kiểu như là smuggling, mình nhớ không nhầm là kiểu như giết người rồi cướp của này nọ, ví dụ vậy. Underboss, mấy này underboss, mà mỗi cái băng nó có một cái mấy cái mini boss cũng khá là thú vị. Còn mấy cái bucon này mình nghĩ là bình thường thôi, kiểu giống như mấy hàng này. Và có lẽ chúng ta sẽ được biết sớm thôi vào ngày 3 tháng 7 sắp tới, 7 tháng 3 sắp tới. Ok, và không nói nhiều nữa để mình làm nhiệm vụ này luôn cho xong. Và chúng ta đang tới nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ này chúng ta đã, với nhiệm vụ cuối thì chúng ta đã biết được cái vị trí của tụi này nó đâu, và chúng ta sẽ tiếp cận tụi này bằng cái đi giết tụi này luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tìm cách để vô cái đã. Nằm ở đây để xem còn cách nào vô không, biết nó bên danh trại bên ngoài hay là ở trôn như là chắc khu như này chắc luôn. Có xe này, mình nghĩ là chắc có hầm hay gì đó, chứ không thể nào nó im ắng như thế này được. Có máy bay ở đây nữa ta. Cái chỗ này mình chưa biết cái đường vô nó như thế nào. Phát pin. Vậy không có ai. Hunting Lodge. Advance on the lodge. Stay alert. Chúng ta tới cái điều này. Tại sao nó spot bên này ta? Trong khi không thấy, mình công nhận là đúng như cái mình nghĩ là nó có hầm, mình nghĩ là vậy. Để vô trong mới coi. Thằng này công nhận nó nhiều kỹ năng quá ha. Move in. Watch kỹ năng móc khóa kiểu đúng ngay chốc, mình nghĩ là đúng nè. Bên phải mình có đang có cái hầm nè, mình nghĩ là đều xuống hầm nè. Ngay. Ồ mà nhìn đã quá ha. This must be where Sandoval cashed in. Bowman said they kept him alive for 47 hours. Tough son of a bitch held out for a long time. Đây là cái hầm mà tụi nó tra tấn người ta. Ồ. Ồ, hai đứa này đang tra tấn luôn. Để xem có ai spot cái nhỉ. God, I feel the same. I was half a person before I met you. I was a faded image, out of focus, until I could see myself. Để xem cái mặt của bà này đẹp đẽ như thế nào khi mà đi tra tấn người ta như vậy. Now when I was breaking that man's hands, I was imagining he had tried to touch you. Biết là mình bắn xuyên cái cửa kính này được không ta? Mình nghĩ là được. And each finger I broke. Nhưng mà mình phải xử hết nguyên đống này ra. Fire. Roger.
we rattled some of the That's a kill. Công nhận máu mà này trâu thiệt, bắn nhiều bóng chết trời. Trời ơi, bắn mấy viên đạn luôn không chết. Ôi, mình chết trước luôn. Má tục. Tục vãi. Không sao, có đồng đội. Nó bắn mình vô đã giờ nó van xin hết trời. Yuri is down. Bắn gì mà không chết. Congratulations Ghost. Resume, mình reorder rồi. Cho nên đừng có bắt reorder nữa. Đồ thôi. Nói chung là you know how in the movies people always act like revenge isn't satisfying? Like it doesn't make them feel any better? Sure. Well, I feel fucking great. Taking out that lovely horror show also earned us some points with the locals. Make contact when you find something new. Bowman out. Sing shot available. Có video mới luôn nè. Our security infrastructure was being attacked. It made me question if La Plaga, our head sicario, was up to the task, or if he was too distracted with social media antics. Are you too busy chasing pussy on the internet to do your fucking job? Or is fucking your job? No, jefe. He's my brother, sueño. I will keep him in line. La Plaga got the message too well. He doubled down. Whoever is behind this, know that we will find you. Know that for every one of us you kill, we will kill 10 civilians at random. There is no such thing as innocent to me. The little pendejo had no idea how much damage he had just caused. Nhìn cũng hay chứ. Engaging. Xong hết rồi, nhưng mà hình như là còn đợt ở phía trên, chúng ta không cần phải làm nữa, như chúng ta có đồ mới đây. Một cây Hears AK-47, AK-47 và một cây Hiss AK-47 và hai cây này có dòng nguyệt quế, mình nghĩ chắc là cũng khá là xịn đây, hàng xịn cho nên nó mới có mấy cái này. Rồi có skin, nó có skin. Để mình thử cái này, nó có skin vậy ta. Có màu, để mình thử cái cây này trước cái đã. Để xem. Oh, El Bolito. Má, nó sơn màu hồng luôn hả trời. Có trái tim nữa hả, thiệt luôn á hả. Má, không ngờ. Và hình như cây này không, chúng ta không customize được. Không customize được. Để thử cây dưới coi. Này mình nghĩ chắc như một trong những cây còn lại. Hoặc là giống như Elite vậy, không customize được. Không customize được cái gì hết. Kiểu súng đặc biệt. Lấy mình thử cái AK này kìa. Chắc nó xây đạn nhiều hơn cái kiểu. Mình cũng không ngờ nó nhanh như vậy. Stamina kiểu. SWAT, revive speed. Rebel support. Weapon, hip fire spread. Stable aim. Này đi. Drone nữa, night vision, battery. Up cái battery luôn như rồi. Binocular zoom. My diversion grenade. Để mình nâng cái này đi ha. Mà mình đang cần cái comm xem là mình chưa có nâng này được. No pain. Thôi tạm thời cứ nâng như đó trước đi. Chúng ta có cái súng mới đây. Giờ bây giờ mình có reinforcement luôn. Bây giờ mình nhìn giống như Ghost, thằng Ghost trong Call of Duty ấy. Nhìn khá là giống đây. Và cầm cái AK-47 đấy chứ. Và hiện tại là chúng ta đã xong 6 hết 6 nhiệm vụ rồi. Hết rồi.
cái này là hình như là khu này là hết cái nhiệm vụ cho chúng ta, chỉ có thể làm đi lấy mấy cái đồ này nọ thôi, còn một nhiệm vụ chính thì hết rồi. Cái đó buộc chúng ta phải đợi tới ngày ra mắt chính thức thì chúng ta mới có thể chơi tiếp được. Đi anh em, mình thử cây mới này xem sao như thế nào. Nó có giường ngủ nữa nè, hai đứa này tình cảm vãi đái luôn. That's one tango down. Reinforcement.